Mỹ Thuật Laptop xin kính chào các bạn. Ngày hôm nay mình tiếp tục bàn giao chiếc HP MV 13 nha, phiên bản Core i5 thế hệ thứ 11 mới nhất cho một chị khách hàng ở Mỹ Tho. Thì nếu các bạn đang cần tìm kiếm một chiếc laptop mà chúng ta có thể dễ dàng di chuyển với trọng lượng nhẹ, cấu hình cao, màn hình đẹp và là một chiếc laptop mới với chế độ bảo hành 1 năm của hãng, thì HP MV 13 với mã chính xác là 13BA1047WM thì con máy này sẽ hỗ trợ cho các bạn cấu hình rất là cao nha. Ở đây các bạn sẽ có một con CPU Core i5-1135G7, ổ cứng SSD là 256GB, Windows đi kèm là Windows 10 Home bản quyền nha. RAM mặc định là 8GB DRAM 4 và màn hình 13.3 inch Full HD IPS LED với độ sáng là 400 nit. Lo được hỗ trợ trên dòng máy này là Band và Ausland. Bây giờ mình đang kích hoạt cái Windows 10 trên chiếc máy này nha. Các bạn tham khảo qua về hình thức của máy. Do chiếc máy này chỉ có màn hình 13.3 inch thôi. Và đặc biệt cái màn hình này hỗ trợ độ sáng lên tới 400 nit. Nên khi mà các bạn đứng nhìn ở mọi góc độ với công nghệ của AIPS thì chúng ta vẫn thấy được hình ảnh một cách bình thường, không phải như những chiếc laptop mà chúng ta phải nhìn trực diện vào nha. Điểm đặc biệt của HP MV 13 là thế. Và các bạn có thể thấy trong video này mình đang quay góc xéo, rất là xéo đây. Các bạn vẫn thấy được cái hình ảnh nó rất là nét nha. Màn hình full viền, công nghệ mới luôn. Vỏ của chiếc máy này là vỏ hợp kim nhôm, vì thế một phần mang lại cái vẻ sang trọng của dòng HP MV. Thì khi các bạn mua những cái sản phẩm mới như thế này thì bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn là bảo hành chính hãng 1 năm theo chính hãng luôn. Quà tặng thì bên mình sẽ tặng riêng cho các bạn, bao gồm ba lô laptop, túi chống sốc, chuột không dây, lót chuột, và sẽ hỗ trợ bảo hành phần mềm cho các bạn là trọn đời và cài đặt đầy đủ những phần mềm mà các bạn yêu cầu khi mà các bạn mua máy cần về sử dụng ngay nha. Thì mình xin nhắc lại, đây là chiếc máy HP MV 13 với mã là 13BA1047WM, một con máy hỗ trợ cho các bạn CPU Core i5, RAM mặc định 8GB, SSD 256. Chiếc máy này sẽ phù hợp nhất với những bạn thường xuyên di chuyển, học sinh, sinh viên hoặc những bạn đã đi làm mà chúng ta cần một chiếc máy chạy nhanh, mỏng, nhẹ, thời lượng pin lâu. Thì HP MV 13 là một chiếc máy các bạn có thể cân nhắc để mua trong thời gian này nha. Ngoài HP MV 13 thì bên mình còn rất là nhiều dòng laptop khác. Các bạn có thể thấy ở đây là đa phần là laptop Dell, HP, Asus, Acer, một số dòng laptop gaming của một số hãng khác nữa. Về phần laptop cũ thì nhiều bạn không có điều kiện kinh tế thì chúng ta có thể lựa chọn laptop cũ nha. Laptop cũ bên mình vẫn hỗ trợ bảo hành cho các bạn là từ 6 tháng tới 1 năm đối với laptop cũ. Giá laptop cũ dao động từ 3 triệu đến dưới 15 triệu đồng nha. Rất là nhiều model để các bạn có thể lựa chọn. Thì chiếc HP MV 13 này, sau khi mình kiểm tra hoàn chỉnh và cài đặt copy dữ liệu xong thì mình sẽ bàn giao cho chị khách nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này.